Lo lắng trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19 là tâm lý chung của cả cộng đồng. Thế nhưng nhiều người vì quá lo lắng đã dẫn đến một thái cực. Đó chính là hoang mang, là sự phân biệt kỳ thị đối với những người mắc bệnh, cũng như những người đang sống trong vùng xảy ra dịch COVID-19. Bởi vậy, bên cạnh việc tăng cường phòng chống COVID-19, thì yêu cầu bức bách đặt ra ở các địa phương là không để xảy ra tâm lý phân biệt đối xử mang tính kỳ thị. Nếu không, sẽ khó ngăn chặn dịch bệnh và cũng khó ổn định cuộc sống, phục hồi kinh tế. Cửa thường xuyên đóng kín. Người trong nhà ngại ra đường, bởi có bước chân ra đường thì cũng bị người khác né tránh. Đây là gia đình của một người mắc COVID-19. Bệnh nhân đã khỏi bệnh, kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới và đã xuất viện ngày 4 tháng 2. Thế nhưng, suốt những tuần qua, gia đình này lại gánh chịu kiểu đối xử phân biệt từ những người xung quanh. Má nó là coi như là buôn bán cá thì người ta không có chịu mua, người ta sợ. Còn ba nó đi làm người kia thì là coi như là người ta cũng báo là nghỉ chứ không được làm. E dè, lo ngại trước COVID-19 là điều dễ hiểu trong cộng đồng. Thế nhưng, lo lắng quá mức đã đẩy thành một thái cực. Đó chính là tâm lý hoang mang, phân biệt đối với bệnh nhân cũng như các địa phương xảy ra dịch COVID-19. Các chuyên gia y tế đã lên tiếng về điều này. Đối với những địa phương như Khánh Hòa, dịch COVID-19 được kiểm soát tốt và đủ những điều kiện để công bố hết dịch. Nếu còn tồn tại tâm lý phân biệt, kỳ thị thì sẽ là rào cản để ổn định đời sống, phục hồi kinh tế. Khi một người mắc bệnh mà đã điều trị khỏi, tức là qua cái xét nghiệm hai lần, họ đã âm tính với cái kết quả xét nghiệm của nCoV. Như vậy tức là cái khả năng bệnh của họ đã bị chặt đứt hoàn toàn rồi. Họ không còn vấn đề gì để chúng ta phải lo lắng là khi họ ra thì họ có sẽ trở lại, họ có thể lây, vân vân. Cũng vì vậy, song song với tăng cường phòng chống COVID-19, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh truyền thông, xóa bỏ tâm lý phân biệt, kỳ thị liên quan đến COVID-19. Như ở làng quê, nơi có gia đình bệnh nhân COVID-19 đã chữa khỏi, cách truyền thông trực tiếp như thế này liên tục được tổ chức trong những ngày qua. Nói bà con là chuyện đó là chuyện bình thường, cháu nó là đã được là cách ly, chữa trị. Bà con cũng yên tâm đi. Thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi vốn là chuyện không phải một sớm một chiều, nhưng chính nhiều lần truyền thông đang dần giúp cho mọi người bắt đầu có suy nghĩ khác. Ngày hôm nay đã có những người bước chân vào ngôi nhà, nơi mà những tuần qua liên tục đóng kín cửa.